À, bên này hỏi là khi ngồi thiền tập trung vào hơi thở, con luôn bị kiểm soát hơi thở thì nên làm gì để không còn kiểm soát hơi thở nữa? Xin thưa, nó có trước khi mà sư trả lời câu hỏi, sư nói như thế này: đề mục hơi thở mặc dù là một cái đề mục nổi tiếng nhưng nó không phải là một đề mục dễ dàng. Tại sao nó là một đề mục nổi tiếng? Thứ nhất, chư vị Bồ Tát, nhất là các vị Bồ Tát chánh đẳng giác, đều có tu tập đề mục hơi thở. Đức Bồ Tát của chúng ta đó, trong kiếp chót Ngài cũng chứng thiền bằng đề mục hơi thở. Và sau khi Ngài ra khỏi cái định của đề mục hơi thở, Ngài mới thực hành minh sát tuệ để Ngài chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là lý do đề mục hơi thở rất là nổi tiếng. Cái thứ hai là so với các cái đề mục khác, đề mục hơi thở không cần phải chuẩn bị nhiều, tại vì hơi thở luôn luôn có sẵn. Ví dụ như quý vị muốn tu tập đề mục nước, quý vị phải có một cái tô nước trước mặt. Quý vị muốn tu tập đề mục đất, quý vị phải có một cái dĩa đất trước mặt. Nhưng mà đề mục hơi thở thì hơi thở luôn luôn có sẵn. Cái thứ ba là đề mục hơi thở vì nó quá nổi tiếng cho nên các cái khóa thiền, khi mà vị thiền sư hướng dẫn thiền hơi thở, thông báo là chùa sẽ tổ chức khóa thiền hơi thở Anapanasati trong 7 ngày 10 ngày thì sẽ có rất nhiều người đăng ký, tại vì nó quá phổ biến rồi. Nhưng nếu như vị đó thông báo là tôi sẽ mở khóa thiền đề mục màu trắng, đề mục Kasina, hoặc là mở khóa thiền đề mục tứ vô lượng tâm, hoặc mở khóa thiền đề mục tùy niệm, thì xin hỏi bao nhiêu người đăng ký? Nó cũng là một lý do tế nhị, đó là khi tổ chức một cái khóa thiền mà hướng dẫn một cái đề mục thiền nào khác, đề mục thiền hơi thở, thì do nó không phổ biến và không nổi tiếng bằng cho nên ấy, rất ít người đăng ký. Và vì cái sự thành công của một cái khóa thiền, thành ra hầu hết các vị thiền sư đều hướng dẫn thực hành đề mục thiền hơi thở. Nhưng mà xin thưa, chúng ta bị bệnh không có nghĩa là chúng ta đi một cái bệnh viện chỉ bởi vì nó nổi tiếng. Chúng ta bị bệnh, chúng ta không phải là chúng ta phải gặp một vị bác sĩ nào đó chỉ bởi vì vị bác sĩ đó nổi tiếng. Mà cái quan trọng là chúng ta phải chữa được bệnh của chúng ta. Ví dụ như chúng ta bị gãy chân thì chúng ta không thể nào đi gặp một bác sĩ nổi tiếng về khoa nội thần kinh. Tại vì cái nội thần kinh đó có lẽ là có, đương nhiên chúng ta có thể lý luận là chân nó cũng có thần kinh. Nhưng mà xin thưa, cái chuyện gãy chân thì chúng ta cần phải gặp một bác sĩ khoa ngoại ngoại tay chân. Đó. Thì nó mới hiệu quả. Còn chúng ta cứ nằng nặc gặp ông bác sĩ nội thần kinh, bởi vì chúng ta nghe nói là ông bác sĩ này rất là nổi tiếng, thì coi chừng chúng ta đi lộn, đi nhầm. Cho nên đi, đề mục hơi thở không phải là một đề mục dễ dàng, nhưng mà do nhiều lý do mà sư kể ở trên, nó nổi tiếng đó, vân vân, thành ra hầu hết là chúng ta đều hướng dẫn đề mục hơi thở. Mà một sự thật là đề mục đó không phải là một đề mục dễ, không phải ai cũng thích hợp để thực hành đề mục hơi thở, không phải ai cũng thích hợp. Đó là sự nhắc cho quý vị nhớ. Không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật dạy 40 đề mục thiền chỉ, chứ không phải là chỉ dạy có một đề mục thiền chỉ. Tại vì mỗi một người có cái cách thích hợp khác nhau. Riêng về đề mục hơi thở đó thì
Thứ nhất là quý vị nên thực hành ở cái nơi thông thoáng, không nên thực hành ở cái nơi những cái gian phòng kín kín gió, nó không có thông thoáng thì không có nên. Bởi vì bản thân cái chuyện điều khiển hơi thở nó đã mệt rồi, mà ngồi trong một cái không khí mà nó kín nữa thì nó sẽ rất là mệt. Tốt nhất là nên hành thiền ở cái nơi thông thoáng, và chúng ta tập thôi, phải tập thôi. Kiên trì tập quan sát, tập quan sát. Có thể mới với cái người mới thì họ quen cái chuyện họ điều khiển, ví dụ như điều khiển hít vào, điều khiển thở ra, họ quen điều khiển rồi. Thì bây giờ chúng ta tập lại, tập quan sát, không có điều khiển, thử coi, thử cố không có điều khiển, làm được hay không? Đối với nhiều người thì họ chỉ cần họ ráng một thời gian thôi, ví dụ như 1 năm, 2 năm, thì họ sẽ thoát ra được cái tình trạng là họ điều khiển hơi thở bằng cách là họ kiên trì họ tập, là họ chỉ quan sát hơi thở thôi chứ họ không có điều khiển hơi thở. Nhưng mà đối với nhiều người đó, họ có thể làm một cái chuyện nó dễ hơn, đó là họ chỉ đơn giản họ thay đổi đề mục thiền thôi. Ví dụ như chuyển sang đề mục Kasina trắng, thì khi mà chuyển đề mục thiền á, tự nhiên là chúng ta không còn có nhu cầu điều khiển hơi thở nữa. Thì khi chúng ta đề tập trung vào một đề mục thiền khác, hơi thở nó tự nhiên nó quay trở lại, tự nhiên nó trở lại tự nhiên như ngày nào, không còn điều khiển, không còn quan tâm tới hơi thở nữa, bởi vì chúng ta đang tu tập một cái đề mục khác hơi thở, không còn quan tâm tới hơi thở nữa. Và chúng ta nhờ cái đề mục đó đi đến những cái tầng bậc cao hơn trong cái thiền chỉ. Khi cái tâm định của chúng ta rõ ràng rồi, chúng ta nắm được cái khái niệm về cái tướng của đề mục thiền chỉ, khi đó đó chúng ta quay trở lại đề mục hơi thở, thì tự nhiên chúng ta thoát ra được cái chuyện là điều khiển hơi thở, chỉ đơn giản bằng việc là thay đổi đề mục thiền. Sau khi có được những cái thành tựu tốt đẹp ở cái đề mục thiền mới đó, sau này khi mà chúng ta, nếu như chúng ta muốn quay trở lại hơi thở thì quay trở lại, còn không thì thôi không sao hết. Nhưng khi chúng ta có được những cái thành tựu tốt đẹp ở các đề mục thiền khác, chúng ta quay trở lại đề mục hơi thở, tự nhiên chúng ta sẽ thoát được cái chuyện là chúng ta điều khiển hơi thở.